Mến chào các bạn đang tới với câu chuyện Phi Lai Hoành Huyền của tác giả Phù Chết Audio do Đám Mỹ Tường Truyền thực hiện, tập 65. Phượng Chỉ thích tài tồn phấn cử, ngón tay gầy mà thon dài, đốt ngón tay rõ ràng mà không đột ngột, mạnh mẽ mà không mất đi nhu hòa. Đôi tay này cho dù là viết chữ hay vẽ tranh, hay là làm gốm hoặc là chỉ chống lên thái dương tồn phấn cử, đều sẽ khiến Phượng Chỉ cảm thấy vô cùng đẹp đẽ. Hoặc là như bây giờ lướt qua lồng ngực cậu bồm dưới, thăm dò vào trong thắt lưng quần. Vậy sẽ càng khiến cả người Phượng Chỉ như đắm chìm trong hương phấn, hô hấp và nhịp điệu đều tùy tâm sở dục mà tự do phát huy. Xe nhỏ cũng có điểm tốt của xe nhỏ. Phượng Chỉ vốn cảm thấy con xe bò quá nhỏ không ngồi nổi, nhưng bây giờ nếu như quên đi hộp số ngăn cách, cậu chỉ cần nghiêng người qua là có thể dính thành một cục với tồn phấn cử. Thực sự muốn ở bãi đỗ xe hả? Tay cậu lèn vào trong áo tồn phấn cử, nắm lấy lưng quần hắn kéo xuống sờ vào trong. Cậu định làm gì? Tồn phấn cử đè tay cậu lại, ghé vào tay cậu nhỏ nhẹ nói. Cậu muốn làm nguyên bộ kia hả? Hơ, Phượng Chỉ nhìn hắn. Ở cái gì? Tồn phấn cử hôn lên khóe miệng cậu. Có mỗi chỗ này mà cậu định làm gì? Phượng Chỉ ngây người hiểu ra rồi cười, chôn mặt vào trong hõm vai hắn. Mẹ nó, em nghĩ quá nhiều rồi. Giờ chỉ có tuốt nấm thôi cũng không thỏa mãn được cậu rồi phải không? Tay tồn phấn cử vòng ra sau lưng cậu, xoa lên thắt lưng cậu. Thỏa mãn được. Phượng Chỉ cắn lên cổ hắn, thở hổn hển nói không rõ. Chỉ cần là anh thế nào cũng thỏa mãn được. Tồn phấn cử bật cười, tay nắm nhẹ lấy. Hừ. Phượng Chỉ ghé vào tai hắn cũng hừ một tiếng. Đây là bãi đậu xe ngoài trời, tuy đằng xe cô ở một bên mà bốn phía xe đều kín chỗ, lúc nào cũng có thể có người từ trong siêu thị đi ngang qua. Phượng Chỉ cũng hơi sốt sắng sợ bị ai đó nhìn thấy, nhưng lại có cảm giác kích thích chưa bao giờ được thể nghiệm. Trời đất sáng sủa, ban ngày ban mặt, mình mục trường đàm mà làm chuyện không biết xấu hổ trong xe. Rất kích thích. Mỗi động tác truyền tải tồn phấn cử đều như thế, đang khiến cảm xúc căng thẳng kích thích lên vài lần. Mỗi gầy, mỗi vạch, mỗi xòa, mỗi nắm, toàn bộ đều mang theo cảm xúc rõ ràng, gấp gáp phải lần bình thường. Chính Phượng Chỉ cũng có thể nghe được tiếng thở xốp nặng nề của mình. Một con xe cách bọn họ một loạt xe đột nhiên kêu lên một tiếng, đèn chợt nháy hai lần. Địch! Phượng Chỉ ở bên trong hưng phấn, căng thẳng và kích thích. Gằn giọng hô một tiếng, ôm tồn phấn cử cúi đầu cắn lên vai hắn. Bị sợ bắn hả? Tồn phấn cử liếm vành tai cậu dừng động tác lại. Quá đột ngột. Phượng Chỉ thở hổn hển thêm mấy lần rồi mới quay đầu liếc nhìn con xe đằng xa. Quả nửa buổi mới nhìn thấy một người đẩy xe, chạm tới, đi tới. Cách 108.000 dặm đã ấn điều khiển từ xa. Đồ điên. Tồn phấn cử cũng cười cậu một cái. Kế sau có khăn ướt. Hừ. Tồn phấn cử đưa tay lấy khăn ướt rút vài tờ đưa cho tồn phấn cử, vừa thu dọn vừa nhỏ giọng thở dài. Không sướng hả? Tồn phấn cử nghiêng đầu nhìn cậu. Sao? Không phải. Phương Chỉ cười, là sướng quá nên thở dài một hơi. Tồn phấn cử cũng chật một tiếng. Tôi nhớ trước đây cậu thèn thùng lắm mà. Đúng. Phương Chỉ thu dọn xong liền cầm lấy ví tiền. Cũng phải xem em cả ngày ở cùng với ai chứ, ở lâu như vậy học xấu từ lâu rồi. Tồn phấn cử cười rồi ngáp một cái. Thôi, cậu đi mua thức ăn đi, tôi ngủ một lúc. Phượng Chỉ xuống xe sửa sang lại quần áo rồi thò đầu vào xe hỏi một câu, muốn ăn gì? Tùy, tồn phấn cử cũng nhắm mắt lại. Em nói cho anh biết nếu là người khác nói với em như thế em sẽ cùng người ta đánh nhau luôn, anh tin không? Phượng Chỉ lại nhìn hắn. Tồn phấn cử nhắm mắt lại, nở nụ cười, cười một lúc mới nói. Cả tím, om với thịt nhồi ớt xanh, cá viên. Anh cảm thấy em sẽ làm được mấy món đó hả? Phương Chỉ hỏi, vậy thì cậu đành phải đánh nhau với tôi thôi. Tồn phấn cử đáp, được rồi. Phương Chỉ đi hai bước đóng cửa xe lại. Cả buổi chiều đều ngồi ở bên kia nghịch điện thoại di động, sau đó liền lái xe cả đường. Phượng Chỉ vốn cho rằng chính mình cũng sẽ mệt mỏi, nhưng hiện giờ không hiểu sao, bước chân lại rất khoan khoái. Chính cậu cũng còn hơi ngượng ngùng, người kiểu gì không biết, làm chuyện này xong còn có thể cường thân kiện thể, nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc.
Người trong siêu thị thì rất đông, cậu loanh quanh nửa buổi thì mới mua hết thức ăn tôn phấn cử chọn. Cá viên thì dễ nói, mua ít nấm làm canh cá viên thì nấm là được. Cả tím, ninh với ớt xanh nhồi thịt, cậu hoàn toàn mù tịt. Lúc mua phải hỏi mới biết lên mua nguyên liệu gì, còn làm thế nào thì một chút manh mối cũng chẳng có. Lúc xếp hàng thanh toán người rất đông, Phương chỉ nhìn thấy đang đứng xếp hàng phía trước phía sau đều là các bác gái lớn tuổi. Cậu chào sự rồi quay người lại hỏi bác gái đứng sau. Dì ơi, dì biết làm cà tím ninh không? Biết, bác gái nhìn cậu. Dì nói cho con biết xem đại loại cần những bước nào được không ạ? Phương chỉ lại hỏi. Hả, cậu muốn nấu hả? Cái này không khó. Có lẽ là bởi vì xếp hàng quá chán, cũng có thể là vì nhìn thấy người như Phương chỉ muốn nấu ăn, cảm thấy trời rất vui nơi bác gái chỉ cái trước sau nghe thấy một cái. Ai cũng nhầm hồi giảng giải cách nấu ăn, mồm năm miệng mười vừa thảo luận vừa tranh cãi nói xem cho cậu phải làm như thế nào. Phương chỉ nhân cơ hội hỏi luôn xem ớt xanh nhồi thịt làm như thế nào, thế nhưng mọi người nói cũng không giống nhau lắm. Phương chỉ nghe xong hoa mắt chóng mặt, cũng không biết có nhớ được hay không. Lúc xách đồ ăn ra khỏi siêu thị, một bác gái còn đuổi theo nó một câu. Nhóc, làm cả tím ninh thì đừng cho nước, nếu muốn cho nước thì cho bia, đảm bảo nấu xong thu phục được bà xá cậu. Cảm ơn chị. Phương chỉ cười được gật đầu. Chạy chậm một mạch về bên cạnh xe, Tôn Phấn Cử vẫn đang ngủ, Phương chỉ mở cửa xe gọi hắn một tiếng. Bà xá. Ôi, Tôn Phấn Cử mở mắt ra, hổ chết cha anh rồi, mua thức ăn xong rồi hả? Mua xong rồi. Phương chỉ lên xe ném túi ra ghế sau. Bà xã. Tôn Phấn Cử không lên tiếng vẫn nhìn cậu. Bị làm sao thế? Phương chỉ khởi động xe. Không. Tôn Phấn Cử nói. Phương chỉ cũng không nói gì. Lái xe ra khỏi bãi đầu xe rồi cậu nghĩ lại lên vui vẻ. Mới vừa nãy trong siêu thị em hỏi một đám bác gái xem phải nấu món ăn thế nào. Ai cũng nghĩ là em nấu cho vợ ăn. Có thế mà cậu cũng đã thành vui như thế này rồi hả? Tôn Phấn Cử quan sát cậu. Đúng, Phương chỉ cười. Anh là bà xã em. Tôn Phấn Cử nguèo cổ nhìn cậu không nói gì. Anh không thích em nói như vậy hả? Phương chỉ đột nhiên hơi căng thẳng. Nếu anh để ý thì em sẽ không nói. Không, một cách gọi thôi mà. Cậu còn là con trai tôi đó thôi. Tôn Phấn Cử nhếch khóe miệng. Hôm nào đó để bà xã đẻ cậu, cậu đã có để ý không? Không để ý. Phương chỉ liếc mắt nhìn hắn, nụ cười trên khóe miệng Tôn Phấn Cử làm cậu rào rực cả người. Thôi, anh đừng chơi em nữa. Tôn Phấn Cử ngây người hơi bất đắc dĩ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cười nói. Phương chỉ, tôi phục cậu thật đấy. Anh chưa bao giờ có giai đoạn như thế hả? Phương chỉ cũng nghiêng đầu nhìn hắn. Quần cọ là một cái là cứng, đi bộ là cứng. Thật ra em chủ yếu là vừa nghĩ tới anh liền, em cũng không phải cố ý. Tôn Phấn Cử cũng không nói lời nào, chỉ cười. Phương chỉ lái xe, cậu thích Tôn Phấn Cử như vậy trông thật vui vẻ, hơn nữa lại còn là vì cậu. Ngẫm lại liền cảm thấy rất mỹ mãn, ngón tay cậu gõ lên trên vô lăng hát một câu. Anh là thuốc của em, thuốc xuân làm em biết lung anh. Trời! Tôn Phấn Cử dập vào cửa kính xe, im lặng 2 giây, cả hai đều cùng lúc cười ra tiếng. Ôi ơi! Tôn Phấn Cử cười nở nụ cười một lúc, ngả ghế về sau, thở dài. Cậu đi học rồi thì làm sao bây giờ? Có khi nào không nhìn được lại đi chịch sao người khác không? Sẽ không, Phương chỉ trả lời rất dứt khoát. Cậu một ngày tốt 8 lần còn chăm chỉ hơn cả ăn cơm. Tôn Phấn Cử cũng nghiêng đầu nhìn cậu. Nhìn được không? Khỏi thường em hả? Phương chỉ rất nghiêm túc nói. Em nói cho anh biết, hôm nay em đã tính toán đường xe rồi, nếu như học đại học thể thao, ngồi tàu chưa tới 2 tiếng, tính thêm cả thời gian tới ga là 4 tiếng. Nếu em thực sự không nhìn được, em sẽ quay về gặp anh. Cậu còn trả cả thời gian rồi sao? Tôn Phấn Cử hỏi. Ừ, trả rồi. Phương chỉ cười. Em còn trả cả đường từ trường đến ga tàu, tổng cộng 17 bến. Em nhớ anh thì sẽ quay lại. Tôi sẽ tới gặp cậu. Tôn Phấn Cử đưa tay ra sờ mặt cậu. Tôi cũng sẽ nhớ cậu mà. Phương chỉ cũng không lên tiếng, chân để lên ga lỏng ra, lái xe về phía trước nở nụ cười nửa buổi, cười liên tục tới lúc lái xe tới dưới nhà. Cả đoạn đường nở nụ cười này, Phương chỉ cảm thấy mình có lẽ đã cười hết đầu óc rồi. Lúc xách đồ ăn vào nhà bếp,
ký ức của cậu đối với công thức nấu ăn của bác gái đã hoàn toàn rung tung beng. Hơn nữa ai nói gì thì cũng chẳng nhớ rõ, đều xoắn hết vào nhau. Tôn Vấn Cử ngược lại rất yên tâm vì cậu, ngồi rồi tắm gội sạch sẽ xong liền sửa vào ghế sofa, ôm con Hoàng Tổng xem tivi, hoàn toàn không lo lắng gì về bữa cơm tối sắp tới. Phương Chỉ từ lúc bắt đầu ôn tập vẫn chưa hề đàng hoàng nấu ăn một lần, đều là nấu ít mì gì đó. Đừng nói là làm mấy món không biết này, ngay cả làm đồ ăn ngày trước mình biết cũng ngượng tay. Sằng co trong phòng bếp gần 2 tiếng, cuối cùng mới bưng đồ ăn ra để lên bàn. Biết không? Tuần Vấn Cử rửa sạch tay ngồi trước bàn nhìn thức ăn. Cậu nấu ăn có một điểm cực kỳ giỏi. Cái gì? Phương Chỉ cầm bát qua múc cho hắn một bát canh, chỉ có món canh đơn giản nhất này là cậu có thể đảm bảo được mùi vị. Chính là nhìn có vẻ đều ăn được. Tuần Phấn Cử gắp một miếng cà tím bỏ vào miệng. Cũng được. Phương Chỉ thở phào nhẹ nhõm, gắp một miếng ớt xanh nhồi thịt mình tự cắn trước. Cái này hình như cũng được. Tôi nếm thử nào. Tuần Phấn Cử lại gắp một miếng ớt xanh. Trải qua một vòng thưởng thức, Tuần Phấn Cử cho cậu 60 điểm. Đều ăn được đúng không? Phương Chỉ cười. Tuy không thể nói ra được là ngon. Tuần Phấn Cử cười gật đầu, ăn một lúc liền dừng đũa. Cậu đi học rồi, không ai nấu cơm cho tôi. Em đi học rồi thì anh lại ở bên chỗ phòng làm việc hả? Phương Chỉ nói, ăn cùng bọn họ. Vậy thì thà gọi thức ăn ngoài còn hơn, tay nghề của Hồ Viên Viên cũng chỉ có mì là ăn được. Tuần Phấn Cử chép miệng. Bớt ăn thức ăn ngoài đi, không có dinh dưỡng, còn dễ béo nữa. Phương Chỉ cũng nhíu mày, tôi ăn thức ăn ngoài bao nhiêu năm như vậy rồi tôi có béo đâu. Anh trước đây ăn thức ăn ngoài cao cấp, giờ không giống nữa. Phương Chỉ cũng hơi giàu sự, anh cũng không kiếm được tiền, cũng không cho ai tiền tiêu nữa, anh còn định mua thức ăn ngoài hơn trăm nữa hả? Tôn Vấn Cử nhìn cậu rồi cười, làm sao, giờ tôi chỉ ăn được thức ăn ngoài hơn 20 đồng hả? 20 đồng, 15 đồng đã có thịt rồi biết không? Phương Chỉ gắp cho hắn ít thức ăn, thịt toàn mỡ, toàn là gà có xương, sầu ăn độc hại. Thôi thôi đủ rồi. Tôn Phấn Cử chậc một tiếng, còn có thể nói chuyện nữa không? Anh cứ ăn cùng với chú Lương Tử đi, Phương Chỉ nói. Em thấy công nhân bọn họ cũng cùng nhau nấu ăn, anh đưa tiền cho bọn họ là được, dù sao cũng rẻ hơn đồ ăn ngoài. Vệ sinh cũng tốt, anh cũng không cần hút thuốc lá, trừ tiền ăn cơm tiền thuê nhà ra cũng không tiêu pha mấy. Cậu nghĩ nhiều thật đấy. Tôn Phấn Cử cười rồi nhìn cậu, tôi thấy bình thường cậu chỉ tiêu cũng có kém đâu. Cũng bởi vì nghĩ nhiều nên mới có tiền để dùng, anh chưa bao giờ nghĩ hả? Phương Chỉ vừa ăn vừa nói, em bình thường chỉ sống một mình, mỗi tháng tiêu tiền thế nào đã tiêu vào đâu toàn bộ đều nắm chắc, có kế hoạch, nếu không thì còn phải thuê quản gia chắc. Tôn Phấn Cử không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cậu. Làm sao thế? Phương Chỉ hơi ngượng ngùng xoa mũi. Không thì cậu giúp tôi quản lý tiền nong đi, hàng tháng phát sinh hoạt phí cho tôi. Tuần Phấn Cử lấy ví tiền ra, rút ra một tấm thẻ để trước mặt cậu. Thế nào? Hả? Phương Chỉ sững sờ. Sao lại thế? Không sao cả, Tuần Phấn Cử nói, cảm thấy chơi vui. Phương Chỉ cầm thẻ lên nhìn, trầm mặc rất lâu mới ngẩng đầu nhìn hắn. Có bao nhiêu? Nhiều lắm. Tuần Phấn Cử chống tay lên thái dương. Đủ cho tôi nhập cổ phần vào chỗ Lương Tử. Phương Chỉ hơi giáo sư rồi nghiêm túc bỏ thẻ vào trong phí tiền của mình. Anh quyết định hợp tác với chú Lương Tử rồi hả? Còn chưa nghĩ ra, xem tâm trạng tôi làm xong bộ đồ này đã đi. Tuần Phấn Cử múc bát canh từ từ uống. Việc này mà hợp tác rất nhiều chuyện phải xử lý. Bà anh... Phương Chỉ ngập ngừng, là muốn anh trở về giúp ông ấy hả? Ông ấy không cần tôi giúp, có chỉ cả tôi là đủ rồi. Tuần Phấn Cử nhìn canh, ông ấy chỉ muốn tôi sống theo ý ông ấy thôi. Anh thích làm đồ gốm không? Phương Chỉ hỏi. Tuần Phấn Cử nhìn chằm chằm canh cũng chẳng lên tiếng. Ăn bát nữa không? Hôm nay anh chẳng ăn được bao nhiêu. Phương Chỉ vẫn đổi đề tài. Không nghĩ tới, Tuần Phấn Cử nói. À, Phương Chỉ cũng ngây người. Tôi có thích làm đồ gốm không? Tuần Phấn Cử nói, tôi không nghĩ tới, chỉ nghĩ tới có ghét làm đồ gốm không thôi. Phải có ghét không? Phương Chỉ hỏi. Rất ghét. Tuần Phấn Cử uống cạn canh trong bát, cầm bát đưa tới bên tay cậu. Em rất thích nhìn anh làm đồ gốm. Phương Chỉ vừa xúc cơm cho hắn vừa nói, lúc anh làm đồ gốm rất...
không phải biết nói thế nào, chính là rất gợi cảm. Tuấn vẫn cứ nhìn cậu, Phương chỉ nghĩ lại liền nở nụ cười. Em không có ý đó, gợi cảm này không phải là gợi cảm em muốn làm chuyện kia. Phương chỉ, cậu hết thuốc chữa thật rồi đó. Tuấn vẫn cứ cười. Em thực sự không có ý đó. Phương chỉ lại sốt sắng. Nếu cậu không nói, cậu không có ý đó, tôi căn bản cũng không nghĩ theo hướng đó. Ăn cơm đi. Phương chỉ cầm bát đưa tới trước mặt hắn. Ăn nhanh đi, đừng nói nữa. Bởi vì thời gian nấu ăn quá dài, ăn cơm xong trò chuyện linh tinh một lúc cũng đã hơn 10 giờ. Tôn Vấn Cử hôm nay có lẽ đã mệt rồi, cứ thế vào phòng nghỉ luôn. Phương chỉ tắm xong vào phòng đang cuốn chăn vuốt lông cho Hoàng Tổng. Ra một bên đi. Phương chỉ lên giường nhấc Hoàng Tổng đang cuốn giữa hai người bò sang bên gối Tôn Vấn Cử. Hoàng Tổng rất không hài lòng mà dãy dụa định bò trở về chỗ cũ. Phương chỉ vô cùng nhanh chóng chìm lấy địa bàn, sau đó ôm chặt lấy Tôn Vấn Cử. Mọi người đàn này buồn cười quá đi, tranh nhau với một con mèo. Hoàng Tổng cũng đạp đầu cậu đi lại mấy phòng, cuối cùng cuộn mình trên đỉnh đầu hai người. Ngủ đi. Phương chỉ có cảm giác vui vẻ như vừa đánh thắng trận, trận kẹp lấy trên Tôn Vấn Cử rồi xoa xoa. Ngày mai cậu định tới câu lạc bộ hả? Tôn Vấn Cử sờ lên chân cậu. Ừ, tới một chuyến. Phương chỉ cũng gật đầu. Em định hỏi thử xem khi đi học rồi câu lạc bộ có huấn luyện gì không? Chỗ bọn họ có chi nhánh ở bên kia, xem có thể tới thẳng luôn không? Ngày mai để tôi điền nguyện vọng cho cậu đi. Tôn Vấn Cử nói, cậu có ý kiến gì không? Không có, Phương chỉ trả lời rất dứt khoát. Đều để tôi điền hết. Tôn Vấn Cử quay mặt sang nhìn cậu. Ừ, cậu cũng tin tôi quá rồi. Tin được, anh cũng tin được em đó thôi, thẻ cũng đưa cho em rồi. Phương chỉ suy nghĩ, hôm nay lúc em ra ngoài cùng Lý Bắc Văn, anh cũng không cản em lại. Thế cũng được tính là tin hả? Tôn Vấn Cử cười. Tính chứ, anh cũng không sợ em đánh cho anh ta tàn phế luôn hả? Cậu làm việc có chừng mực, chuyện này đúng là tôi tin được. Tôn Vấn Cử nói, anh ta có đánh trả không? Anh ta lấy đâu ra cơ hội đánh trả chứ? Phương chỉ nói rất khinh thường. Em thấy người này cũng chơi bên ngoài suốt, còn tưởng là có tài lắm. Em đoán có khi ngay cả anh ta cũng chẳng đánh lại được. Cái gì mà ngay cả tôi cũng không đánh lại được? Tôn Vấn Cử bật cười. Dùng từ không túng, thể lực của anh ta, của anh tốt lắm. Lúc hai chúng ta làm anh... Phương chỉ nói xong liền không sao, có hơi hưng phấn. Cái chỗ nào đó đang dán lên người Tôn Vấn Cử lại hơi rụt rịch, cậu thở dài. Hơi địch. Em có cảm giác cả đời này em coi như xong rồi. Tuấn Phấn Cử không nói gì, cười tới mức cả người đều run lên. Phương chỉ chật một tiếng che lại miệng hắn, ôm hắn nửa buổi không cử động, sau một lúc sau mới kéo đề tài trở lại. Này, em hôm nay làm như vậy thực sự không sao chứ? Em cảm thấy ba anh đã sắp xếp em vào thành phần lưu manh đầu đường rồi. Ông ấy có xếp cậu vào thành phần vừa mãn hạn tù được phóng thích cũng không sao cả. Tôn Vấn Cử đám không liên quan gì tới chúng ta. Tôn Vấn Cử, Phương chỉ ghé vào tai hắn gọi rất nhẹ một tiếng. Ừ, Tôn Vấn Cử đám, em thực sự cực kỳ vô cùng thích anh. Phương chỉ nói, anh cảm nhận được không? Được. Tôn Vấn Cử quay đầu lại hôn một cái lên miệng cậu. Tôi cảm giác cậu chỉ thiếu điều lấy cái bao tải nhét tôi vào ngày nào cũng vác trên lưng thôi. Phương chỉ nhắm mắt lại nở nụ cười. Vốn là mùa hè này, kế hoạch của Phương chỉ là cố gắng ở nhà nấu cơm nhiều cho Tuấn Vấn Cử một chút. Tuy là tay nghề nấu nướng của cậu cũng chẳng ra gì, có điều kế hoạch này không thể nào thực hiện được. Cậu không ngờ Tuấn Vấn Cử lại bẩn thế vậy. Tuấn Vấn Cử giúp cậu điền nguyện vọng xong liền bắt đầu làm bộ đồ gốm kia. Việc này vừa bắt tay vào làm một cái, Tuấn Vấn Cử đã bẩn bỉu tới mức chẳng thấy bóng dáng. Sáng sớm đã ra khỏi nhà, tối muộn trở về, ngày nào mặt cũng uể oải. Phương chỉ cũng rất bận rộn, ngoài huấn luyện ra thì chính là nhận việc dẫn đường. Chuyến nào qua đêm mà không phải về trong thôn, cậu sẽ không nhận, chỉ nhận đi về trong ngày. Ngày nào cậu cũng đi đón Tôn Vấn Cử. Tuy Tôn Vấn Cử không mệt tới nỗi lái xe không nổi, nhưng cậu vẫn cố gắng ngày nào cũng tới đón. Không riêng vì sót Tôn Vấn Cử cũng còn có nguyên nhân là hưởng thụ quá trình này. Đúng, rất hưởng thụ. Ngày nào cũng lái xe đưa Tôn Vấn Cử tới rồi lại đón về. Rất có ý nghĩa và rất hạnh phúc, rất đã. Phương chỉ chưa từng yêu ai, cũng không tưởng tượng xem yêu một người là cảm giác thế nào. Nhưng trạng thái bây giờ chính là đang yêu.
Có thời gian một cái sẽ nhớ tới người nọ, vừa có được 2 phút rảnh rỗi là muốn gọi điện thoại. Cảm giác này có thể lấp đầy một người. Lúc Tiểu Nhất mình tới câu lạc bộ tìm cậu chơi, cậu nhìn được mà không nói một câu. Mặt mày tươi cười rạng rỡ thế này không biết tưởng tượng mày đi tiêm trắng. Được chưa? Mã Lượng nhìn thấy cái lò vừa nung ra, màu sắc không được. Tôn Phấn Cử nhìn chằm chằm cái lò, nhiệt độ không đúng. Thấp hả? Mã Lượng hỏi. Ừ. Tôn Phấn Cử lấy điện thoại ra nhìn giờ, mai nung một lần nữa đi. Hôm nay vậy mà giờ này còn chưa gọi điện. Mã Lượng cười hỏi. Sáng nay kẻ ới vào đi chơi cùng bạn họp. Cái cậu mà thích cậu ta hả? Mã Lượng lập tức hỏi. Ừ, Tôn Phấn Cử vui vẻ. Sao mà phải nhấn mạnh cả cái này nữa? Ta nói cho mày biết Phương Trị cực kỳ khiến người ta thích, đẹp trai, sáng sủa, kiểu người năng động. Mã Lượng nói, đừng không để ý quá. Tao để ý thật. Tôn Phấn Cử phủi đất bám trên quần. Bây giờ cậu ấy đang ở giai đoạn ngoài tao ra thấy ai cũng không phải người. Qua giai đoạn này rồi tao căng thẳng cũng được. Gần đến giờ Tôn Phấn Cử đang định gọi điện thoại cho Phương Trị hỏi xem lúc nào cậu lại đây. Điện thoại di động đã vang lên, Phương Trị gọi điện tới. Hắn nghe điện thoại, cậu... Còn chưa nói hết thì đã bị ngắt lời. Phương Trị gào thét bên đầu kia điện thoại một câu. Ba ơi! Làm sao thế? Tôn Phấn Cử hơi buồn cười. Em mới ra khỏi trường xong, Phương Trị nói, anh đoán xem em đến trường làm gì? Nhận thông báo, Tôn Phấn Cử nhíu mày. Đúng, Phương Trị lại cười. Đúng rồi, em nhận được thông báo rồi. Nhận được rồi, anh chờ em đón anh ngay. Được, Tôn Phấn Cử cười đáp một tiếng. Còn một chuyện nữa. Phương Trị nói tào xong câu kia liền nhỏ giọng nói rất nhẹ mà nói. Tối nay em mặc kệ anh có mệt hay không. Mệt hay không thì cũng sẽ ăn thịt. Trời ơi. Tới cái khúc này suốt ngày ăn thịt nhau rồi mọi người ạ. Ăn như ăn cơm vậy đó. Lần đầu tiên mà vô chết tả một cái câu chuyện mà ABCXF mà một nhân vật có ham muốn nó cao như vậy. Thôi hẹn gặp lại các bạn ngày mai nhé.